đang Covid thì mình sẽ đeo khẩu trang mà nói nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một form tóc là cắt từ kiểu tóc crop này mà đổi form sang kiểu tóc Sidepart. Thì bây giờ hiện tại tóc mái rất là ngắn, xung quanh thì thoải mái rồi, bởi vì xung quanh mình sẽ cắt trắng. Đầu này thì xung quanh mình sẽ cắt skin fade ở cái tầm mít này, tầm giữa. Nó phần bên trên thì độ dài chỉ có như thế này thôi, mình cắt mỏng lại. Và sẽ sửa làm sao cho nó vào form Sidepart nhá. Cài lại quả khăn hay không là nó tuột mất. Bước đầu tiên là chúng ta cũng xác định được cái phần xoáy tóc nó nằm ở đâu. Thì ở cái đầu này xoáy tóc nó nằm ở phần phía bên phải và nó khá là lệch so với lại khuôn đầu. Thường thường thì xoáy hay nằm giữa như đây, nằm hẳn sang bên đây. Và cái xoáy thì đang xoáy từ phải qua trái này, ở cái vòng kim đồng hồ ấy. Thì mình sẽ lấy ngôi cũng giống như cái phần hướng tóc mọc của cái phần xoáy. Thì mình sẽ lấy ngôi ở phía bên trái này để hất sang bên phải nha. Bước đầu tiên mình sẽ xịt nước để xác định ngôi cần lấy. Bạn có thể cho máy quay xem lại cái hình ảnh mà kiểu tóc mà tí nó muốn cắt ra ấy, để cho máy quay quay vào nhé. Hơi nhiều lớp. Đây kiểu tóc Sidepart form châu Âu nhá, khỏe. Đấy, thì phần ngôi sẽ được lấy sâu vào phần trong trán một chút. Thì mình nhìn như thế là xác định là từ phần góc của trán này vào là khoảng 2 cm. Mình sẽ thực hiện lấy ngôi này. Thịt nước vào thì nó sẽ tạo ra những cái tép tóc như thế này. Mình có thể tách luôn nó ra. Nó được kéo vào một chút. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cỡ 1,5, nghĩa là 4,5 mm để mình. Khung cũng được, gọn gàng và dễ hiểu thì mọi người có thể chắn khung như này nhé.
Thank you.